gia đình. Chúng tôi là phụ nữ. Chúng tôi là phụ nữ hôm nay sẽ cùng quý vị khán giả tự làm khung ảnh handmade trong chuyên mục Mẹo Vặt, tư vấn tâm lý cùng tiến sĩ Lê Thị Ninh Trang. Bách khoa Eva với quyển sách Xa sớm muỗi của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Nếu bạn đang cần một khung ảnh nhỏ nhắn xinh xắn để đựng những tấm hình đáng yêu của mình mà các bạn chưa có thời gian để ra ngoài chọn mua cho mình một khung ảnh, vậy thì chúng ta phải làm sao? Các bạn hãy tận dụng những thứ có sẵn trong nhà mình để có thể làm được một khung ảnh thật là đáng yêu. Hôm nay Ngọc Nhi sẽ hướng dẫn các bạn làm một khung ảnh bằng những que gỗ như thế này. Và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện ngay sau đây nhé. Nguyên liệu của chúng ta cần có những thanh gỗ, một cây kéo và keo hai mặt. Và các bạn có thể chọn lựa cho mình một tấm ảnh của gia đình, một tấm ảnh cá nhân, tấm ảnh chân dung của bạn. Hoặc ở đây Nhi chọn cho mình một tấm bìa thật xinh xắn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm ngay thôi. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ xếp những cái que gỗ lại. Và ở đây Nhi xếp khoảng 6 que. Vậy là chúng ta đã có được một khung nền. Và bước cuối cùng là các bạn sẽ sử dụng hai thanh gỗ và chúng ta sẽ dán vuông góc lên với hai thanh gỗ lúc nãy. Như vậy là chúng ta đã xong khung ảnh và việc cuối cùng của các bạn chỉ là cắt tấm ảnh của mình và để vào thôi. Sau khi chúng ta đã cắt tấm ảnh với kích thước vừa phải thì bước cuối cùng sẽ là để tấm ảnh này vào chiếc khung. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một khung ảnh rất là đáng yêu và cũng cực kỳ dễ làm đúng không nào? Chúc các bạn thành công! Chúng tôi là phụ nữ! Sao mà hẹn người ta ở đây nữa vậy? Làm gì mặt mệt mỏi trời, đi chơi tôi làm như cực hình vậy? Không phải, nói chung là bây giờ họ không có tâm trí đọc sách đâu. Học chỉ muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ thôi à. Ở đây cũng yên tĩnh nè, lại có một người xinh đẹp ngồi kế bên nữa. Thì có gì cứ kể cho tôi nghe đi, thì có gì tôi chia sẻ cho. Nói chung á là tại Nhi hết á. Liên quan gì? Nhi nhớ không, Nhi hay chia sẻ mấy cái mẹo vặt nè, làm khung ảnh các kiểu đó. Đó, Ngọc về Ngọc cũng bắt chước, Ngọc làm theo. Rồi Ngọc để hình của Ngọc vào, Ngọc để hình của bạn Ngọc vào. Rồi cái nói qua nói lại, hồi cái nhắc tới cái chuyện là không biết có nên đưa ảnh người yêu lên Facebook hay không. Cái đồ tranh cãi luôn. Ờ, vậy đó, vậy cái là lỗi tại tôi đó hả? Hay quá hả, liên quan gì tôi chứ? Lỗi tại cô đó, không tại cô thì tại ai? Cái này là tại chị Bảo Anh với lại chị Linh Trang chứ không ai hết á. Đi đâu việc tâm việc tích, không có gặp gỡ mình thường xuyên nên bao nhiêu cái vấn đề cứ chồng chất đó, không có giải quyết được gì hết á. Phải đi gặp hai người này ngay thôi. Đúng rồi, Ngọc cũng phải đi gặp hai người này. Thôi đừng có đi, ngồi ở đây nè rồi nhìn người ta trò chuyện để mới có cái nhìn khách quan được. Để xem lần này Nhi sẽ hỏi chị Linh Trang với lại chị Bảo Anh về cái vấn đề là có nên chia sẻ mối quan hệ với lại những chuyện riêng tư lên Facebook mà sao không. Ôi Hải Yến ơi, Bảo Anh bỏ hai chị em mình đi đâu nãy trời giờ quá trời lâu đúng không? Trời ơi chị, em đây. Trời ơi chị thông cảm đi nè, em khổ với mấy em gái quá. Một cô xin lỗi chị. Ủa nãy giờ hai chị em làm quen nhau chưa? Dạ chứ không có em ở đây thì làm gì, cho nên phải có người đẹp để chị nói chuyện chứ. Giới thiệu với chị, đây là bạn mới Hải Yến. Còn em biết chị Trang chưa? Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang đó. Em biết mà. Trời ơi chị ơi, em khổ nổi lắm chị. Bình thường thì không có gì hết, mà có chuyện gì là bắt đầu nhắn nè. Chị ơi, chị hẹn chị Linh Trang được không nè. Em đọc chính xác cái tin nhắn của Ngọc Nhi nha. Chứ để là Ngọc Nhi đi với em. Nhưng mà bây giờ là đang mắc là an ủi cô nàng Bảo Ngọc. Vì một cái lý do mà em nói thiệt trẻ con gì đâu á. Bởi vì em cô nàng trẻ vậy, hãy ý như Ngọc Nhi. Sao lại lôi em vô? Chứ sao nữa, có cái chuyện gì đâu. Chỉ là cái chuyện như vậy nè, Bảo Ngọc á muốn up hình hai người yêu nhau lên trên mạng xã hội. Mà cái cậu bạn trai á thì không có chịu.
đó, thế là cô nàng nũng điệu rồi bây giờ đòi là chia tay rồi khóc lóc rồi là tại sao anh không chịu, có phải là anh không yêu em hay không, hay là em phải là người chính thức của anh. Ôi trời ơi, có vậy thôi á mà bắt em phải kiếm chị để mà tư vấn là cái lý do như thế nào. Mà em thấy á nha, bây giờ mấy cái mạng xã hội nó cũng làm chi phối trong cái chuyện yêu đương này quá rồi đó. Chứ như chị nè, hồi trước mà lúc mà chưa có mạng xã hội, lúc chị yêu ấy rồi chị có công khai ở một cái gọi là một cái kênh nào không? Không có mạng xã hội nhưng mình cũng phải có quan hệ xã hội. Những quan hệ xã hội thì đến công sở chỗ mình làm, đi ăn tiệc với bạn bè, đi gặp bà con dòng họ, có người yêu đi cùng thì đó coi như là công khai với xã hội. Nhưng mà cái phạm vi nó quá hẹp, nó không có cơ hội để trình bày cho cả nước biết giống như các bạn bây giờ. Hèn chi bây giờ mạng xã hội thì nó liên kết rất là nhiều cái trang khác nhau, rồi nhiều cái bạn bè nó cũng rộng hơn, nên gọi là cái độ phủ sóng của nó là rộng và dày đặc hơn. Nè bây giờ giống như là cùng cái độ tuổi với lại Bảo Ngọc, Ngọc Nhi thì Hải Yến em thấy sao về cái chuyện này? Em hả? Thôi bây giờ mình không lấy chuyện của em đi. Em có một người bạn cũng đăng chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Thì nói chung là nó cũng xảy ra một số vấn đề phát sinh. Nhưng mà bản thân bạn vẫn giữ nguyên cái quan điểm là vẫn thích đăng chuyện tình cảm lên public lên mạng xã hội. Phát sinh là vấn đề gì vậy? Qua lại thì cũng là người yêu của bạn này không thích như vậy, rồi hai người lại cãi nhau. Có nghĩa là vấn đề phát sinh, có nghĩa là cái chuyện cõng con, là cái chuyện đăng một cái tấm hình hay một cái status kèm theo hình ảnh minh họa về ví dụ hình người yêu, hình hai người đi chơi tung tăng đâu đó mà thấy rõ mặt mày trên mạng xã hội, thì chắc là anh chàng người yêu thì ngại rồi giận hờn vu vơ rồi cứ cãi nhau hoài. Thì là thường là phần lớn cả. Là các bạn gái thì thích up hình người yêu lên hơn là đàn ông, phải không? Nên là đó có phải là tâm lý chung của các chị em phụ nữ là thích công khai người yêu không chị? Chị xem lướt qua trên mạng xã hội đó chị, thì chị thấy phần lớn mà thích khoe cái gì mà mình đang sở hữu á là phụ nữ nhiều. Đặc biệt là cái điều đó nó đang đem lại cho họ cái niềm vui, cái sự hân hoan, cái sự hạnh phúc. Rõ ràng cái tâm lý của phụ nữ là thích được chia sẻ, thích được người khác quan tâm, và không phải chỉ khi nào buồn khổ mới muốn người ta quan tâm, mà muốn là ngay khi mình vui, mình hạnh phúc cũng muốn người ta quan tâm đến cái niềm hạnh phúc đó. Chị nghĩ đó là nhu cầu chính đáng thôi, đúng không? Bởi vì khi em có niềm vui, em chia cho ai, niềm vui nó sẽ được nhân lên. Mà bây giờ nếu mình chia lên mạng, trong fanlist của mình có cả ngàn người, thì niềm vui có lẽ là nó sẽ nhân lên 1000 lần chăng. Nên chị thấy họ hay khoe con cái nhiều nè, và họ cảm thấy là con cái là niềm vui to lớn, họ khoe. Vậy thì những bạn chưa có con cái, đang có người yêu, thì người yêu là niềm vui to lớn hiện thời của họ. Tại sao thì, lại không khoe? Đúng rồi, họ cũng muốn là mọi người đều biết. Bởi vì người ta cũng nói đó, có hai điều mà không thể che giấu được hai cái thể loại người, đó là một là người đang say xỉn, hai là người đang yêu. Người đang yêu mình nhìn vào mắt là mình biết họ đang yêu. Vậy thì ở đây không thể gặp trực diện trực tiếp được, cho nên nhìn trên các cái mặt diện của chúng ta trên Facebook là chúng ta sẽ biết ngay ai là đang yêu, vì họ có thể là trưng bày những cái hình ảnh mà đem lại cái hạnh phúc đối với người yêu của mình. Mình chỉ nghĩ đó là nhu cầu chính đáng thôi. Tuy nhiên đàn ông thì họ có lẽ là họ bản chất bình thường mình cũng thấy rồi, người ta không thích kể những chuyện riêng tư, những chuyện mà người ta cho là hơi phụ nữ một chút. Thành ra họ thường cũng có khoe, nhưng họ khoe những cái gì liên quan đến sự thành công, thành đạt, những cái gì tạo nên cái thương hiệu, tạo nên cái chất xịn, cái sự vững mạnh của người đàn ông thì nó nhiều hơn. Nói như vậy cũng không có nghĩa là các anh cũng không khoe phụ nữ của mình đâu, chị thấy cũng có. Nhưng mà cái hình thức, cái mức độ thì cái dung lượng rồi nữa thì chắc là nó không nhiều như phụ nữ. Nãy giờ đang lúc mà nói chuyện với chị em phụ nữ lướt, tự nhiên em phát hiện ra có một cô bạn, cái lúc đang yêu thì cũng gọi là đang ngập tràn hình người yêu luôn, nhưng mà cái lúc chia tay này dạo này em thấy hình ảnh là đâu mất tiêu hết trơn, kiếm được một cái tấm hình của hai người rất là khó. Như vậy phải chăng là nếu như mà chúng ta đăng quá nhiều hình ảnh người yêu lên trên cái mạng xã hội á, thì bắt đầu đến khi mà chia tay là bắt đầu lục lại hình cũ để mà xóa hết, nó cũng cực lắm. Thầy Yến có xóa ai chưa? Em đừng nói là nhiều lần rồi nha. Chắc vậy. Thấy chưa? Thực ra phụ nữ mình, ngay khi nãy Bảo Anh nói hồi đó chị, tuổi của chị chưa có mạng xã hội đó, thì khi mình đi đâu với người yêu của mình á, mình cũng rất là thận trọng. Bản thân chị là rất là thận trọng, bởi vì mình nghĩ không biết là cái mối quan hệ này nó có chắc chắn, nó có bền vững, nó có lâu dài không nữa. Rồi cái mình đi khắp nơi, đến nhà bà con, họ hàng, bạn bè, ai cũng biết hết. Rồi lỡ sau này mình thay đổi người yêu á,
thì trời không biết làm sao mà nói luôn. Không biết do một cái định kiến gì đó trong xã hội mà chị thấy phần lớn phụ nữ là hơi bị áp lực về cái chuyện này. Và vì vậy có những cô gái là thực sự là tiến đến hôn nhân với một người đàn ông chỉ vì lỡ dẫn người yêu ra mắt họ hàng. Ví dụ như có những gia đình họ có truyền thống là họ có những cái tiệc đặc biệt, một cái đám giỗ đặc biệt, mà trong ngày đó ai đưa cái người bạn gái về có nghĩa là người đó sau này là vợ thì mới đưa về. Nếu mà không có ý định tiến tới hôn nhân là không có đưa về. Thì cái người phụ nữ đó lỡ đặt chân vào cái mối quan hệ đó và vì vậy không thoát ra được, sợ rằng nếu mình thoát ra mình đi với người khác thấy lại cho rằng mình không đàng hoàng tử tế hay là sao đó, cho nên cái tâm lý nó hơi áp lực đè nặng. Và cho đến bây giờ thì khi các bạn đã hiện đại hơn, các bạn sử dụng mạng xã hội, cái điều này nó vẫn còn ảnh hưởng, là phụ nữ chúng ta vẫn bị một cái áp lực là chết rồi, bây giờ lúc vui thì không kiểm soát được tung hình người yêu lên quá nhiều, bây giờ không còn đi với người đó nữa liệu làm sao, thì mới dẫn đến trường hợp như Bảo Anh nói là phải bấn loạn lên mà xóa những cái hình ảnh đó đi. Thì chị nghĩ họ một mặt là họ bị cái áp lực về tâm lý, thứ hai nữa là cũng có thể là họ muốn có một cái sự bắt đầu mới, một sự khởi đầu mà nó tích cực hơn, nó tốt đẹp hơn, hoặc là họ muốn né tránh cái quá khứ đã có, họ không muốn cái đó nó làm tổn thương đến mình nữa, vân vân. Mà mọi người nghĩ rằng cái gì có lợi nhất cho mình thì làm thôi, cho nên việc các bạn xóa hay không xóa thì đó là quyền riêng tư của mỗi người. Dạ, nhưng mà nếu như mà nghe chị chia sẻ điều này thì em thiết nghĩ rằng là với những cô nàng nào á mà thích khoe hình người yêu lên mạng thì mình cũng phải nghĩ đến một cái yếu tố nữa là mình có kéo dài cái mối quan hệ đó hay không. Nếu như mà nghiêm túc là mình giữ cái người yêu đó trở thành người chồng của mình và sống một cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc á, thì mình hẳn đăng rất là nhiều hình. Nhưng mà em nghĩ là cũng phải coi cái cảm giác của cái người yêu mình nữa là anh ấy có thích hay không. Chứ nhiều người đàn ông thì người ta ngại, mặc dù biết cái chuyện đó cỏn con, nhưng mà giống như là người ta không thích là sao mà vợ cứ đăng hết hình này đến người kia, vẻ phô trương á, phô trương với lại bạn bè đồng nghiệp, đến sau đó rồi bắt đầu mới lục lại đi xóa những cái hình ảnh đó, thì em thấy cũng vừa mất công mà chẳng hay thế nào. Để mình hỏi Hải Yến coi người yêu của Hải Yến có cho đăng hình không. Em thì em là nghĩ như thế này, việc mà mình yêu ai đó thì không thể nào mà mình biết trước được tương lai. Ngay là dĩ nhiên là lúc mà yêu thì mình sẽ mong muốn là mình sẽ đi cùng với người này tới cuối con đường chẳng hạn. Thì cái việc mà chia sẻ hình ảnh lên mạng thì là một việc rất là dễ hiểu thôi. Nhưng mà khi mà chia tay xong mà cái việc xóa hình ảnh thì không phải là chỉ riêng cho bản thân mình nữa, mà mình nghĩ cho người mình yêu chẳng hạn. Khi mà người yêu mới của mình nhìn vào cái hình ảnh này thì người ta không nói người ta tôn trọng mình, nhưng mà mình nghĩ rằng là người yêu mình sẽ buồn đấy, nên là mình sẽ xóa. Thì cái lý do nó khá là đơn giản như vậy. Vậy các em có nghĩ rằng là thôi để đỡ khỏi phải xóa thì mình khỏi đăng luôn cho nó khỏe? Nhưng mà chị ơi, ngay lúc đó là thích đăng là đăng à, hào hứng quá đúng không em? Bây giờ có thể là do gọi là trào lưu rất là nhiều. Và nhiều khi là bình thường mình cũng chẳng thích đăng đâu, nhưng mà ví dụ mình thấy những cái cô bạn của mình hay là mọi người đăng hình yêu nhiều quá, mình không đăng người ta tưởng mình ế, thì thôi thì mình đăng cho nó vui. Thì tại các bạn có trào lưu là nắm tay nhau đi khắp thế gian, ai có tay để nắm thì mình cũng phải có, đúng không? Chúng tôi là phụ nữ. Mình muốn đăng hình người yêu lên mạng xã hội và cả hai người đều cảm thấy thoải mái về chuyện đó thì không sao. Nhưng ví dụ như là một mình với cái sở thích cá nhân mà người yêu của mình không thích thì mình cũng nên hỏi ý kiến để được sự tôn trọng giữa hai bên. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình làm bất cứ một cái điều gì đó liên quan đến mạng xã hội thì đừng làm theo trào lưu. Bởi vì cái trào lưu thì gọi là sao ta, cả thèm chống chán đó chị. Mình làm theo trào lưu rồi thì một giai đoạn sau mình đã thấy sao mình trẻ con quá. Chị nghĩ là mình có thể sử dụng mạng xã hội như một cái công cụ, một cái phương tiện để thể hiện cái con người của mình, các mối quan hệ xã hội, để cho rộng đường dư luận, để chứng minh rằng tôi đang có người yêu, tôi đang hạnh phúc. Và kể cả nó có một cái tác động lớn nữa là đôi khi đó dư luận họ sẽ giúp mình kiểm định người yêu của mình. Có thể là có những mối quan hệ của người yêu mình tưởng là mình biết rất rõ rồi, nhưng mà khi đăng lên mạng xã hội thì có trường hợp như chị biết đó, là đăng lên xong mới phát hiện ra là anh ấy đã từng có vợ, hay là anh ấy đã từng có những mối quan hệ khác.
khác chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái mặt mà mình rộng đường thông tin hơn. Tuy nhiên bảo anh vừa nhắc một điều rất đúng là đừng có vì cái chuyện đăng hay không đăng hình mà hai đương sự lại dẫn đến bất hòa, xích mích, cãi nhau vì quan điểm khác biệt. Thì chị nghĩ rằng là đăng hình hay không, cái quan trọng là hai người yêu nhau hay không và ở với nhau nó vui vẻ như thế nào. Chị đọc một cái thông tin trên VN Express đó, có một bài nói rằng là hình như là các cặp mà yêu nhau nhiều, tình yêu thống thiết á, thì lại ít có phô trương cái tình cảm của mình ở trên cộng đồng, ở trên mạng xã hội. Thì có thể cái khảo sát đó của họ nó nhỏ và nó không mang tính phổ biến, nhưng mà nó cũng là một cái thông tin thú vị. Chia tay là không phải tại mình đăng hình ảnh lên Facebook, mà vấn đề là cái thái độ của mình đăng và cái mối quan hệ của mình với người đó như thế nào. Lúc nãy em có nghe chị đề cập đến một khía cạnh nữa, đó là khía cạnh của người đàn ông. Ví dụ như là khi mà người đàn ông không thích người phụ nữ đăng những cái hình ảnh hai người yêu nhau lên mạng xã hội thì nó cũng sẽ có hai cái loại khác nhau, hai cái lý do khác nhau. Giống như trường hợp chị nói là yêu rất nhiều nhưng mà không muốn là nó quá phô trương. Đúng nhưng rồi. Mà tình cảm nó rất là mạnh. Vậy là yêu dấu đó. Đó, còn lý do thứ hai này mới đặc biệt. Đó là anh chàng có thể là một anh chàng đào hoa, lăng nhăng và không thích bó buộc trong một cái phạm vi nào đó và không thích công khai cái chuyện tình cảm để mà mình có thể thả câu nhiều hơn. Chị nghĩ là một anh chàng có một cái vấn đề gì đó lén lút, cho nên đôi khi á là không phải là em muốn chị tư vấn là làm sao để mình nhận biết được là người nào không công khai là họ tình cảm rất nhiều và loại nào là không công khai vì họ đang lén lút. Cảm ơn em cũng muốn biết. Đôi khi á mình nói họ lén lút á thì cũng hơi tội nghiệp, là vì có chắc gì họ lén lút đâu. Dạ. Tuy nhiên có thể là họ muốn có nhiều cơ hội khác nữa. Dạ. Ví dụ như là mình đăng phổ biến quá ai cũng biết mình có nghĩ hết rồi thì mình mất những cái cơ hội tốt hơn chẳng hạn. Chứ nếu mà nói họ đang lén lút có vẻ mình quy chụp họ quá. Dạ, dạ. Nhưng mà thực ra thì cái kiểu nào cũng có ở trong xã hội mà, phải không ạ? Cái kiểu người đàn ông không thích cho bạn gái mình đăng hình ảnh lên là vì cái tính của mình không thích mở những cái điều cá nhân của mình cho người khác, cái gì đó phải giữ lại riêng một góc trời cho mình thì nó mới sâu sắc, ở quan điểm như vậy. Nhưng cũng có người thì đúng như trường hợp các bạn nói đó, một là họ cũng muốn tìm kiếm thêm cơ hội khác, hai là có thể họ bắt cá hai tay, họ có những mối quan hệ mà họ không muốn cho người ta biết đến cái mối quan hệ đang có này. Thì thực sự mà nói đó, cái hình ảnh ở trên Facebook nó chỉ là một vấn đề thôi. Chị nghĩ rằng nhận diện cái người đàn ông đó chỉ có chính đương sự là những người phụ nữ trong cái mối quan hệ của họ. Bởi vì cuộc sống mà nếu mà càng tiếp cận với nhau, gần gũi với nhau đó, thì con người nó lộ hết ra. Chúng ta có thể nếu mình ngồi yên như pho tượng, lâu lâu gặp nhau, ôi bảo anh đẹp quá, nhưng mà cái vẻ đẹp bên trong tâm hồn của em chị không nhận thấy được. Nhưng mà mình tiếp xúc, mình trao đổi, mình nghe kể chuyện về việc chăm sóc gia đình con cái, nghe đến những mối quan hệ xã hội bên ngoài, cái công việc em làm như thế nào, mình nhận ra rằng người này có tâm, có năng lực, có phẩm chất. Thì với người yêu của mình cũng vậy, nếu chỉ hẹn đến giờ đi chơi là ăn mặc đẹp, gặp nhau chở đi chơi, ăn tiệc, vui vẻ xem phim xong đi về, thì chắc là mình không thể nào đoán được họ là người sống tế nhị kính hay là họ có những mối quan hệ muốn che giấu. Vì vậy chị nghĩ rằng là yêu là một quá trình tìm hiểu. Tìm hiểu mà tìm phải hiểu nha, chứ không phải tìm xong 3 năm mà cũng không hiểu gì hết, nhưng chỉ vì 3 năm rồi cho nên phải cưới là không phải. Để tìm hiểu đó phải thông qua nhiều cái hoạt động cùng với nhau, làm việc với nhau, đi chơi với nhau, du lịch với nhau, đi công tác xã hội từ thiện với nhau, chăm sóc người này người kia với nhau, học tập cùng với nhau, nói chuyện chia sẻ với nhau nhiều. Thì chị nghĩ là không có cách nào mà họ có thể giấu lâu được như vậy, vì người ta bảo cây kim trong bọng có ngày nó cũng lòi ra thôi. Chẳng qua là đôi khi, chị nói thật, phụ nữ á, mình yêu á, mình sướng quá đó, mình choáng ngợp quá đó, cái mình bỏ ngoài tai hết những thứ mà nó đi ngược lại với cái niềm hạnh phúc mình đang có. Cho nên là mình mất đi cái sự nhạy cảm về cái chiều ngược lại, mình không chịu tin những cái điều người ta nói chẳng hạn. Thì như vậy chỉ có chính mình trong cái trao đổi tương tác với người đàn ông của mình, các bạn sẽ đánh giá được là họ có toàn tâm toàn ý với mình hay không. Vậy hãy dành thời gian cho người yêu, đừng có dành thời gian cho Facebook. Suốt ngày cứ ngồi lướt Facebook, làm sao hiểu người yêu mình được. Dạ đúng rồi, khi mà nghe chị chia sẻ điều này thì thật sự trong hôn nhân của em cũng đôi khi là ông xã em là dạng người không thích là đăng hình vợ con lên mạng xã hội. Nhiều khi em cũng nghĩ giận, sao mà vợ thì cứ đăng hình chồng với con lên mà chồng lại không làm như thế. Nhất là mỗi khi em tạt anh ấy vào, gắn ảnh thẻ anh ấy vào là anh ấy về cầu nhau. Nhưng mà một cái lý do là vì công việc rất nhiều, anh ấy rất là ít lên mạng xã hội. Nhưng mà cái điện thoại hay cái thiết bị di động của
anh ấy nó cứ thường xuyên báo là cứ người like có người comment sẽ làm phiền. Dạ đúng rồi, đó cũng là một lý do với cái công việc, cái tính chất công việc mà em hiểu rõ ông xã em như vậy thì cảm thấy rất là bực bội. Và mình hiểu cái điều đó cho nên mình cũng hạn chế. Và giống như chị nói thì em cũng biết cách là bây giờ mình sẽ tư vấn cho Bảo Ngọc như thế nào để mà cô nàng sẽ không còn cảm thấy là buồn nếu mà người yêu không cho hoặc là không thích công khai hình ảnh của hai người lên mạng xã hội nữa. Vì những cái lý do đơn giản như thứ nhất là mình phải dành thời gian cho người yêu mình để mình cảm nhận được cái tính cách của người đó ra sao mới là quan trọng, chứ không quan trọng là cái những cái tấm ảnh đăng trên mạng xã hội. Còn hai Yến thì như thế nào? Nói chung là em mở mang rất nhiều thứ và ngay từ ban đầu thì em cũng đã đồng tình với quan điểm là mình là con gái thì mình có quyền thể hiện tình cảm của mình một cách bình thường, nhưng mà em nghĩ rằng là mình sẽ kiểm soát những cái hành vi của mình, đặc biệt là thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Thì vậy thì chúng ta thấy ai có cái mong muốn thể hiện hình ảnh thì đó cũng là quyền của họ, mình nên tôn trọng cái đó, đừng có lên án các bạn gái ấy. Tuy nhiên các bạn hãy cẩn thận là những hình ảnh mình chia sẻ đó là nó không có phương hại về sau, nó không phải là những hình ảnh quá nhạy cảm, quá riêng tư rồi mai này mình hối hận không kịp. Đó là chưa kể tất cả những hình ảnh thông tin gì chúng ta đưa lên mạng một cái là nó trở thành toàn cầu hóa rồi. Nó mang tính cộng đồng rồi, cho dù bạn đang thể hiện nó ở hình thức nào ở trên trang mạng thì thực sự là chúng ta đang bị kiểm soát thông tin cá nhân. Vì vậy mình hãy thận trọng với cái điều này, đừng vì nó mà ảnh hưởng đến cái tình yêu thực sự của mình. Cho nên là câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta đang đề cập đến là có nên công khai hình ảnh người yêu lên mạng xã hội hay không, có hoặc là không do bản thân của mình, nhưng quan trọng là chúng ta đừng để mạng xã hội chi phối và kiểm soát cái hành động của mình, mà chúng ta luôn luôn làm chủ mình khi mà sử dụng mạng xã hội, đúng không ạ? Xin được cảm ơn chị Linh Trang rất là nhiều. Và hãy nhớ nha, mỗi lần mà có cái gì gọi là khó khăn về tâm lý thì chị Linh Trang lần nữa mình cảm thấy khó khăn khi lần sau sẽ có người nhờ mình. Đó, anh rất là bao đồng đó em ạ. Nhưng mà hy vọng là với những cái câu chuyện của chúng ta thì mọi người sẽ có thêm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, và đặc biệt là giải tỏa được những cái tâm lý, thấy thoải mái hơn sau những cái câu chuyện bà thám của chị em mình. Chị luôn thích trò chuyện với các bạn, rất là thú vị. Dạ, cảm ơn chị Linh Trang rất là nhiều đã dành thời gian đến với giờ hai đứa em ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Sao? Nghe trò chuyện xong rồi bây giờ có muốn tìm một nơi yên tĩnh một mình ngồi hay không? Không hiểu sao lại có cái suy nghĩ đó. Chị em phụ nữ cái hội này lập ra để làm cái gì mà đòi ngồi một mình chứ? Nói chung là cũng đã thông suốt được một số thứ rồi. Cảm ơn Ngọc Nhi nhiều nha. Mà Ngọc thấy Nhi tuần này đúng là cô gái đáng yêu nhất rồi. Vừa chia sẻ bí quyết mẹo vặt nè, vừa giải đáp thắc mắc cho Bảo Ngọc nữa. Thôi sẵn đây có thông tin gì thú vị hấp dẫn á, Nhi giới thiệu cho Ngọc luôn đi. Nhi thì lúc nào chả đáng yêu. Thông tin thú vị thì có khá là nhiều, nhưng mà hôm nay á, Nhi muốn giới thiệu một cái quyển sách mà nãy giờ Nhi đã ấp ủ. Nhưng mà quyển sách này không phải dành cho Ngọc, cái người lúc nãy vừa phát ngôn là chán cái việc đọc sách. Xa Sớm Mũi là tập truyện gồm 11 truyện ngắn mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, như Tắm Sông, Ông Ngoại, Dàn Bầu Trước Ngõ, Áo Tết, Những Con Mèo Bé Nhỏ. Mỗi câu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống thôn quê dân dã, ấm áp tình người, cùng những câu chuyện cảm động nơi đất mũi sẽ lôi cuốn người đọc bằng sự ngọt ngào và dễ chịu, mang đậm chất Nam Bộ. Bằng giọng văn tâm tình cùng với lối viết đặc trưng của Nguyễn Ngọc Tư, mỗi câu chuyện trong Xa Sớm Mũi đã mở ra một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo, với những chiều tắm sông vẫy vùng cho sướng người, những dàn bầu mập mạp, từng miếng bầu trong veo, ngọt liệm, tất cả sẽ làm nên một tập truyện Xa Sớm Mũi vừa tình cảm, vừa đáng yêu đối với người đọc, vừa gợi lại những ký ức và những gì đẹp đẽ nhất về những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào. Chúng tôi là phụ nữ. Và chuyên mục sách vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chúng tôi là phụ nữ ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Trong sách còn một mảng kể về phong tục, nhiều cái nay không còn, như đám múa sư tử trong đêm rằm trung thu ở những phố hàng ngang, hàng đường, hay quang cảnh của những ngày áp Tết, cả nước dường như kéo về Hà Nội.